Nhờ những thiết kế hoài cổ ấn tượng đã đi vào huyền thoại, chưa từng mất đi sức hút của mình sau biết bao thập kỷ, đặc biệt là được thổi hồn thêm những nét hiện đại và trẻ trung hợp với xu hướng. Cốp 81 Hyosung 50cc không cần bằng lái và đặc biệt là có thêm rất nhiều những tiện ích mới đã chinh phục được các bạn trẻ cũng như những đối tượng khác. Hãy cùng xem chàng trai này nói gì về chiếc xe Hyosung Cốp 81 50cc này nhé! Xin chào các bạn, mình là Hải Nam. Đây là chiếc xe coupe bố mẹ mình mới mua. Thực sự ra thì xe coupe rất là đẹp. Mình đã tham khảo ra qua rất là nhiều đường mạng, qua các cái trang web và mình thấy con coupe này rất là hợp lý, vừa với giá tiền. Với giá ngoài cổ như đèn hoặc là gương thì vẫn giữ được nét cổ xưa nhất của người trước. Bố mẹ mình thì hay thường kể về những cái chuyện đó. Còn thực sự ra thì các bạn thấy đấy, cái xe rất là nhỏ gọn. Mình đi từ phòng trọ mình ở tận Tôn Đức Thắng mà về đến đại học thủy lợi thì rất là xa và mình thấy đi kiểu nó sẽ rất là bị tắc đường. Mình thường hay đi đường tắt mà nên là đi vào những ngõ nhỏ thì rất là tiện lợi. Mình có thể luồn lách các thứ, luồn lách các đường mà gần nhất có thể. Hãy like, share và subscribe video để nhận ngay phần quà trị giá 500.000 đồng. Trong trọ mình thì rất là nhỏ và chỗ để xe thì không được rộng rãi cho lắm. Nên là mình hay dựng chân chống giữa lên và xe thì để gọn sang bên. Đường đi lại đối lại rất là tiện lợi. Mình đi xe hai người thì mình thấy thì về vấn đề đi xe hai người thì mình thấy nó rất là ổn. Đi xe lên dốc, về số thì máy sẽ rất là bốc, sẽ rất là mượt luôn. Mình còn có một điều bất tiện ý là bình xăng ở dưới yên xe nó rất là bất tiện. Nhưng mà được cái là xe rất là tiết kiệm xăng nhá. Xe một tháng mình chỉ rơi khoảng độ 80.000 đến 150.000 tiền xăng. Thật sự ra thì là túi tiền mình cũng hạn hẹp nên là mình thấy giá vừa rẻ lại còn tiền xăng thì cũng khá là ít nên là mình rất thích cái xe của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này của Xe Bảo Nam. Hãy nhanh chóng bấm vào nút subscribe, nút đăng ký ngay bên dưới video này để bạn có thể nhận được video tiếp theo của Xe Bảo Nam sớm nhất. Hãy đăng ký ngay bây giờ. Đừng quên bấm vào nút có hình quả chuông để lần sau Xe Bảo Nam phát sóng là bạn sẽ nhận được video sớm hơn người khác. Xe Bảo Nam xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Để biết thêm thông tin chi tiết, truy cập website xebaonam.com hoặc gọi trực tiếp tới số hotline 0979 66 22 88. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!